Hello, xin chào tất cả mọi người, em trở lại trong Fast Channel. Thì hôm nay mình vừa đặt mua một cái khung kệ để dài nha mọi người. Thì giờ bắt đầu mình sẽ quay cách ráp và để dài như thế nào cho mọi người xem nha. Let's go. Thì đây là khung kệ để dài nha mọi người, nó là bằng nhôm. Các bạn nghe mẹ ngán không? Thì cái này mình mua có giá là 80.000 nha mọi người. Mở ra xem như thế nào. Thì tất cả là bằng nhôm nha mọi người. Mọi người ở đây nó có hướng dẫn lắp cái ép nè mọi người. Okay, bắt đầu mình lắp ghép thử. Thì mình sẽ để nó ở cái góc này nha mọi người. Góc này ấy cũng phù hợp tại vì cửa nó chút vô để luôn. Ok, dòng mình đọc lấy nha mọi người. Thì cũng tương đối là ok nha mọi người, cũng đẹp đấy. Nhưng mà mình thấy nó hơi yếu. Các bạn nào mà muốn rẻ tiền và nhanh gọn lẹ thì có thể mình sử dụng cái này. Let's go.